Hello, hello tất cả mọi người nha. Hello tất cả bà con nha. Xin chào tất cả bà con. Hi everybody. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2020. Ngày âm là ngày mùng 7 Tết mọi người nha. Mình là Hoàng Hưng Đại Phú Hào sẽ quay trở lại với nhà cả cà phê Giò Tiêu ngày hôm nay cho mọi người xem tham khảo theo dõi từ đường mua bán nha. Mọi người nào mà chưa đăng ký kênh chưa like thì mong mọi người đăng ký kênh mình á, đăng ký miễn phí để xem giá cả hàng ngày mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay giá cả cà phê Sa London. Hôm qua mọi người xem có thể là dưỡng ấm như thế nào nha. Rồi bây giờ mọi người theo mình nha. Xem giá cả cà phê Sa London ha. Đây là bảng giá cà phê Sa London chốt phiên giao dịch ngày hôm qua mọi người nha. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua thì tháng 3 dương 1 đô, dương rất là nhẹ. Lên 1.304 USD trên tấn ha. Tháng 5 thì âm mọi người nha, âm 2 đô xuống còn 1.315 USD trên tấn. Tháng 7 thì âm 1 đô. Tháng 9 thì không dương âm nha, số 0 ha. Đây là giá cả cà phê Sa London mọi người tham khảo nha. Còn đây là giá cà phê San Arabica, San New York. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua mọi người nha. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua tháng 3 San New York thì âm 0.55 cent xuống còn 101.50 cent trên bao nha mọi người nha. Tháng 5 thì âm 0.60, tháng 7 thì âm 0.60, tháng 9 thì âm 0.60. Rồi San New York cũng âm mọi người nha. Hôm nay San New York âm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay cà phê các tỉnh Tây Nguyên thực tế cho mọi người xem tham khảo tiền đường buôn bán nha. Mọi người xem giá cả thực tế của các tỉnh Tây Nguyên nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi giá cả cà phê Giò Tiêu của Hoàng Hưng Đại Phú Hào hàng ngày nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.